20 giờ ngày 11 tháng 10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, buổi hòa nhạc Âm thanh Hà Nội đã diễn ra thành công với sự tham gia biểu diễn của các nhạc công quốc tế, thành viên của nhóm nhạc đương đại Hà Nội cùng những giảng viên từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với tư cách là một nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, thì tôi muốn gửi một thông điệp cho các khán giả là với những cây nhạc cụ dân tộc nói riêng của tôi, không những chỉ là những buổi biểu diễn mang đậm tính truyền thống dân gian, mà những cây nhạc cụ dân tộc còn sẽ có cơ hội và sẽ có rất nhiều cơ hội để kết hợp với các sáng tác của các nhạc sĩ đương đại. Nhằm mục đích truyền tải những giá trị truyền thống một cách hiện đại, buổi hòa nhạc Âm thanh Hà Nội giới thiệu đến công chúng những tác phẩm kinh điển được làm mới qua chất liệu của âm nhạc đương đại với sự kết hợp của đàn violon, viola, kèn clarinet cùng đàn tranh, đàn bầu. Buổi hòa nhạc mở màn với tác phẩm Cơn sốt tưởng tượng, khơi nguồn cảm hứng từ giai điệu của nhà soạn nhạc người Đức lừng danh Robert Schumann. Tiếp nối chương trình là nhạc phẩm Bộ tứ cho sự kết thúc thời đại, một tác phẩm bạo liệt, dữ dội về ngày tận thế. Đêm nhạc khép lại trong dư âm của tác phẩm Âm thanh Hà Nội, phản ánh chân thực và sống động những thanh âm đặc trưng của thành phố. Thông qua nhạc phẩm này, nhóm nhạc đương đại Hà Nội mong muốn bảo tồn và truyền bá tinh hoa của âm nhạc Việt Nam và không nhất thiết đi theo đúng những bước chân của bậc tiền bối. Mình thấy rằng đây là một sự kết hợp rất là lạ lẫm và có gì đó tôi đánh giá rất là táo bạo và mang đến những cảm xúc rất là lạ đối với tôi. Cá nhân tôi đã tham gia nhiều chương trình hòa nhạc mà tôi thấy rằng đây là một trong những chương trình rất khác biệt. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa những yếu tố Đông, Tây, hòa nhạc Âm thanh Hà Nội đã xây dựng một không gian âm nhạc đương đại, nơi văn hóa được gặp gỡ và hòa hợp, cũng như di sản âm nhạc Việt được trân trọng và tôn vinh.